Khách quan đi thông thả. Xin mời, mời vào. Tiểu nhị, tiểu nhị, mang rượu ra. Đi mau đi. Khách quan, ngài xem ngài cần, ngài cần uống rượu gì à? Rượu ngon nhất quán này, mang hai cốc ra uống thử trước đi. Dạ dạ. Khách quan, rượu của ngài đây. Đây là rượu gì vậy? Đổi rượu ngon nhất ra. Rượu này không ngon. Đổi, đổi đi. Khách quan, hôm nay ngài không mang rượu ngon ra, sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngài cần rượu gì ngài cứ nói, đổi thêm một số rượu ngon, không thèm tính toán với ngươi. Khách quan này say rồi, chỉ là muốn gây rối thôi mà. Khách quan, đây là rượu của ngài đây. Rượu này cũng còn đỡ một chút. Chủ quán của ngươi họ gì? Họ Tưởng à? Họ Tưởng. Họ Tưởng à? Sao không lấy họ Lý? Tên này đã xảy ở đâu đến đây gây sự phải không? Cô nương nói cái gì? Khách quan, chúng tôi đang nói mình thôi, ngài đừng để tâm. Ngồi xuống uống rượu đi mà. Uống rượu nha. Tiểu nhị, bảo phu nhân đứng ở quầy bên đó qua đây uống rượu với ta. Khách quan, không được nói bừa như thế. Đó là nương tử của chủ nhân chúng tôi. Nương tử của chủ nhân thì sao? Qua đây uống chén rượu với ta cũng không được à? Sát tài, tên này muốn chết mà, dám ở đây nói năng lung tung như thế. Thả ta xuống, thả ta xuống. Đúng là ăn tim gấu gan hùm rồi. Rượu. Ở đây bán rượu gì thế? Rõ ràng nước tiểu ngựa mà. Mm-hmm.
Tên khốn kiếp, dám động thổ trên đầu Thái Tuế gia. Người đúng đang tiêm gan gấu, gan hùm rồi. Chủ nhân, mau đứng dậy, chủ nhân à. Mau, đứng dậy chủ nhân. Tên cẩu tặc đó, quan nhân, kẻ phải làm chủ cho nô gia. Bảo để thay y phục đi, bảo đi. Quán nhà ngươi không có rượu ngon, cho ngươi rượu ngon nè. Rượu này cũng còn đỡ một chút. Động tầng uống say, nâng bình sức ngàn cân. Say rượu bỏ ly, đã liên hoàn. Tưởng môn thần, thank you.
Dạng lưng dân rượu, xây bước đông đưa. Chiều này gọi là xoay đầu gối gặp say tỉnh lại. Đừng nói nhà ngươi, cho dù là con hổ trên gò Cảnh Dương cũng bị hai ba quyền cước của ta đánh chết. Thì ra là Võ Đô Đầu. Thần nhân tha bạn, hào hán tha bạn, tha ngươi cũng được. Phải làm theo ta ba điều. Đừng nói là ba điều, 300 điều tôi cũng làm. Điều thứ nhất, bằng tất cả mọi thứ trả lại cho chủ cũ Kim Nhãn Bưu Thí Ân. Được, được mà. Thứ hai, triệu tập các đường anh hùng hào kiệt ở Khoái Hoạt Lâm đến tổ với Thí Ân. Được, dạ được. Điều thứ ba, cút khỏi Khoái Hoạt Lâm, đi ngày đêm về quê nhà của ngươi, không được ở Mảnh Châu nữa. Nếu như không rời khỏi, ta thấy ngươi lần nào đánh lần đó, gặp 10 lần đánh 10 lần. Nhẹ thì đánh người nửa chết, nặng thì sẽ lấy mạng chó của người. Có làm được không? Làm được mà. Tưởng Trung làm theo hết. Làm theo hết.